ta sẽ vào với cả solo mode đầu tiên. Cái mốt mới này, à, nhạc King's Canyon quay trở lại. Ok, và có vẻ như là đây sẽ là solo mode rồi. Anh em nhớ đây đang là thời gian đêm rồi. À, đêm mà tôi chơi cái mốt này nó khiếp đảm. Nghe nhạc có vẻ thấy sợ hãi đấy. Thời gian chọn Legend nó cũng sẽ nhanh hơn. Ok, chúng ta quay lại King's Canyon ban đêm. Ok, thử cái chúng ta đây. Chơi luôn, chúng ta đây. Đấu lắm rồi, quay lại. Trong mốt này chỉ có 33 Legend nữa. Chỉ có 33 Legend nữa. Mắt tối rồi. Đâu lì xịt máy. Đã đúng men luôn này. Men nó phải ngon. Đâu lì xịt máy. Đấy, quán đáo. Whoa, what the fuck lắm. Holy sh. Update. Lát vậy. Holy shit. Holy shit. Wingman khá là ngon nha. Wingman thì mình nhớ không nhầm là đam của một con ma, hình như là máu của một con ma hình như có 35 máu thôi. Shit, long phải pass, ngáo vãi. Ok. Dùng thế nghe nhạc ghê, đéo chịu được. Chơi có màn à? Ủa ma zoom đấy tùy đi. Sợ vãi đái thề tối. 15 thằng nữa. Okay. Đánh thế. Đánh thế. Đánh anh vậy. Đấy vậy hay. Má sắp trắng. Ù. Run đéo chịu được. Mẹ cũng hay, à rồi chị chí cũng hay ta. Rớt rớt rớt. Ui mẹ. Đồng thê. Cứu. Anh ơi, có sợ ma. Ui dồi, có tao mới vào đây. Không có thể bỏ được. Bố mày đây rồi. Shit, update. Có thằng nó gần đây. Ê, từ từ. Ah, shit. Đủ ma. Mới bắn cũng đéo chịu được mà. Fuck ăn đấy mẹ. Mình sẽ thử trải nghiệm làm zombie luôn. À mà đây ạ. Ố thằng này. Mất tập trung là chết nha cơm. Cái hòm của tôi. Thân xác của tôi. Subscribe motherfucker! Subscribe motherfucker!
ba thằng luôn. Khách lão phải là khách lão hay ăn thôi. Ok, you die, bitch. You die, bitch. Ơi, nhưng có một thằng ấy rồi. Ôi, nhưng có hai thằng đúng không? Ôi, hai người duy nhất ạ. Ờ, vẫn chưa win được trận nào, họ chưa về. Ô, thằng nào nhìn tao vậy? Tối nhắm nhìn gì luôn. Trick or treat. Nhìn thấy rồi đấy, bắt đầu đéo xong ma đã rồi đấy. Khi mà Wingman đã bình tĩnh rồi thì không có gì phải sợ. Khi mà bạn đã hết sợ ma rồi, kiểu như mà anh em chơi một cái tựa game, anh em chơi một cái tựa game ma như thế thôi. Khi mà anh em đã quen với cả cái sự sợ hãi rồi mà. Mày ui đi con. Rồi đấy, không hiểu. Lúc đấy thì bảo mở ra không có con nào, bây giờ mở ra mẹ ong tu mẹ. Nhện với cả chất đái gì không biết. Tập chất cho mình. Ok, let's go to school town. Quay về với mái ấm xưa cũ nào. Thực ra tôi rất muốn ấy, một trận thắng là kiểu Legend. Khó phết chứ đùa. Tưởng không khó mà khó không tưởng. Holy shit. Đấy. Ok. Ok. Khá đáng sợ đấy. Quen rồi, quen rồi. Chơi quen rồi. Má. Thần tết. Okay.
ra rất hay nhá. Mình cảm thấy rất hay cái trò này. Mình nghĩ sẽ rất hay nếu như mà khi mà mình chơi lại bình thường ấy. Mình chơi lại cái mốt bình thường ấy, khi mà mình bắn một địch ấy, nó rụng ra đồ đạn với cả giáp như thế, mình nghĩ là hay, sẽ rất là tuyệt vời. Mình nghĩ là đây là một cái thử nghiệm mới để mà chắc là sẽ đưa vào trong cuối mùa 3 này. Mình sẽ mở một cái cổng đến thẳng cái đấy luôn. Đây, cuối đây, cuối đây, cuối đây. Holy shit! Ah shit! Oh! No, just cái tiếng nó về vãi đái ra. Trick or treat. Phải cản nấp, phải đi thú rồi anh em ạ. Không thể hổ báo được. Mình không có nhiều máu đâu, không có nhiều siêu đâu. Mấy con xa đâu này, nó nhanh đéo chịu được. Chung là mình quyết tâm là mình phải win Legend. Chai hát. Chai hát là phải điếm thúi tí. Chứ còn mà chơi hổ báo thì chết đấy. Bắn Legend thì mình vẫn bắn được thôi, bắn dễ mà. Còn gà bắn thường mà, quan trọng là Shadow ấy, nó nhanh vãi đái à. Nên nấp ở đây các bạn. Chúng ta nên có một chút vô liêm sỉ thì liêm sỉ gì giờ này. Thằng đây này, thằng đây này. You're in a kill zone. Hey boys, let's go. Let's go, boys. Mình sẽ chạy lại cung đường cũ nhá, nhưng mà lần này mình sẽ đéo chạy rồi, mình sẽ chạy trong nhà. Một thằng nóc. Có cơ hội. Mình cần thủ trước trong nhà, thủ trước trong nhà thôi. Không nên chạy quay. Hôm nay mình có gần bom. Mình sẽ win. Bây giờ như này nhá. Bây giờ như này nhá, nó nhỏ thôi. Bây giờ này. Đây nhá. Để xem nào. À, ở đây à. Bây giờ mình sẽ chạy ra đây. Bây giờ 30 giây nữa cơ, 30 giây nữa cơ. Bây giờ phải thủ trước. Bây giờ không chạy được. Thôi ơi. 17 giây nữa thôi, 17 giây nữa thôi. Được, kịp. Chỗ này là mở được cổng. 10 giây nữa thôi. Chỉ còn 3 thôi. I'm winning, bitch!
I'm with it, bitch! Woohoo! I'm with it, bitch! Let's go! Ta phải điên túi anh em hiểu chưa? Yes sir. Yeah. We have escaped. GG boys. Woo. Chỉ có tôi và cái thằng Pathfinder đi đằng sau. Nó đi đến cổng của tôi là nó win rồi. Phải điếm túi anh em hiểu không? Tất cả phải được tung ra ở giây phút cuối cùng. Anh em hiểu không? Không cần nhiều, chúng ta đã làm được. Gắt, công nhận gắt phết. Má ghê mày, gắt thật. Tưởng là nhiều thằng sống mà cuối cùng có mỗi tôi với cả một ông nữa. Wow, mốt này thực sự thú vị ấy. Woo. Vui thực sự.